41 ạ. Chất X có công thức cấu tạo CH3 COOCH3 thì tên gọi của X là gì? Các bạn có thể comment đáp án xuống phía dưới để thầy có thể nhìn thấy các bạn comment đáp án và thầy có thể sửa sai cho các em. Bởi vì là thường ấy thì các bạn là mọi người để view giúp thầy nào. Ok. Câu 41 ạ. Các bạn cùng comment đáp án nhé. Chất X có công thức cấu tạo là CH3 COOCH3, đây là về phần este. Tên gọi của X là gì? Cố gắng chiến thắng. Để ngày hôm nay chúng ta không bao giờ bị nuối tiếc, để mà điểm hóa của chúng ta vượt qua mọi thử thách, thì hôm nay thì mình ngồi đây livestream của các em. Tên gọi của anh này là gì ạ? Gì đây ạ? CH3 là gốc metin đúng không ạ? Nó là metin acetat. Đáp án đúng là đáp án A. À, ok, phải thầy tuyên dương tất cả các bạn đã comment chọn đáp án đúng là đáp án thiên nhiên nhỉ. Trong khí thải công nghiệp thì thường chứa các khí CO2 và SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ khí đó trong hệ thống xử lý khí thải? Thế thì một chất để mà loại bỏ cái khí hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 trong hệ thống xử lý khí thải ấy, thì cái chất đấy nó phải tác dụng với cả CO2 và SO2, các bạn nhớ chưa? Và cái chất nào mà có khả năng tác dụng với cả CO2 và SO2 nhỉ? Mà chưa kể rằng là ở đây là trong công nghiệp, và chúng ta phải nhớ rằng là trong cái công nghiệp ấy thì lúc nào giá nó, giá thành của nó cũng phải là rẻ nhất. Mà trong công nghiệp mà giá thành rẻ nhất ấy, thì nó chỉ có thể là anh nào thôi. Nó chỉ có thể là anh xe OH2 lần thôi. Bởi vì cái anh xe OH2 lần này nó là dung dịch kiềm. Kiềm đúng không ạ? Nên là nó tác dụng được với cả CO2 và SO2. Chưa kể là nó cũng tác dụng với, nó cũng giá rẻ nữa. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok nhá. Câu số 43. Câu số 43. Khi đốt cháy carbon trong điều kiện thiếu khí oxy thì thường ra sinh ra khí X không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và rất độc. Vậy khí X là gì? Chúng ta lưu ý nhá, chỗ câu này chúng ta rất hay bị nhầm, bởi vì trong cái phản ứng carbon cộng với oxy nó có thể sinh ra CO2 và sinh ra CO, và đây là một trong số những cái top sai lầm của các bạn và các em. Và thầy không muốn nhìn thấy các bạn và các em đã từng qua học thầy mà bị vấp phải những cái sai lầm như thế. Như vậy là không tốt, nên thầy rất muốn là các bạn và các em phải trả lời cho thầy câu này, xem câu này đáp án gì nhá. Để thầy còn biết được rằng là lớp mình hiện tại đang ngồi học ở đây có bao nhiêu bạn bị sai ở câu này. Ok không ạ? Rồi, nào, vậy ở đây câu 43 thì đáp án gì là đáp án đúng ạ? Chúng ta lưu ý rằng là trong điều kiện thiếu khí oxy thì mình phải hiểu được về mặt bản chất nhá, về mặt bản chất của cái phản ứng này nó là như thế nào. Nó là carbon cộng oxy tạo thành CO2, sau đó CO2 oxy hết. Nó thiếu mà. Nên nó sẽ cộng tiếp với carbon để tạo thành CO, và CO2 là một khí không độc. Các bạn nhớ chưa? CO2 không độc một tẹo nào nhá. Được chưa? CO2 chỉ là nó không duy trì sự sống thôi chứ nó không độc. Chúng ta vẫn hít thở CO2 hàng ngày. Được chưa? Nhưng cái thằng CO này này nó mới là thằng độc, các bạn nhớ chưa? Thằng CO này tại sao nó độc? Tại vì nó khi mà chúng ta hít nó vào ấy, cho vào trong phổi này này, thì nó kết hợp với hồng cầu hemoglobin. Được chưa? Nó làm đông tụ hồng cầu hemoglobin. Nó khi nó làm đông tụ hồng cầu hemoglobin lại thì nó coi như nó đóng băng cái hồng cầu lại, nó không mang, nó không cho hồng cầu đi chạy vòng quanh để nuôi dưỡng cơ thể nữa, và như vậy là chúng ta chết. Được chưa? Thì đây là carbon monoxide nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok. Câu số 44, một câu rất quen thuộc. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Các bạn có nhớ được kim loại nào là kim loại kiềm không ạ? Ok. Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như comment cũng như chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay. Như thầy nhắc lại thì buổi học ngày hôm nay vào 12 giờ tối thầy sẽ xóa cái video livestream này để đảm bảo giữ quyền lợi cho tất cả những cái bạn đã và đang theo dõi học thầy. Rất là mong muốn là những cái các, nhưng trước lúc 12 giờ đấy thì với nếu đủ 500 share thì thầy sẽ đính cái file PDF đề này vào bên trong cái buổi live này để cho các bạn loát xuống. Nên rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy tag tất cả các bạn và các em vào đây, cũng như là chia sẻ buổi học này về tường, cũng như vào trong tất cả các nhóm của các em. Bởi vì nếu mà xóa like thì bay mất hết. Ok ạ. Câu số 44. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thì các bạn cùng nhắc cho thầy cái từ sau. Kiềm là gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi phây. Lâu nay không rảnh chơi phây, cái này kể cả bạn mà có bị mất gốc thì cũng làm được ngon lành bọn này, đúng không ạ? Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy kim loại kiềm chúng ta là A, kali. Ok, các bạn nhớ nhá, A, kali. Câu 45 ạ.
số nguyên tử carbon trong phân tử alanin. Các bạn lưu ý cho thầy một điều thế này này, là những cái câu năm nay thì bộ phổ những câu dễ vẫn là từ câu số 1 cho đến câu số 24. Và những câu này là những câu dễ hay sai. Nên khi các bạn làm nhá, khi các bạn làm thì các bạn phải lưu ý cho thầy rằng là chúng ta phải làm chắc chắn đúng những câu như này. Được chưa? Tuyệt đối đừng có khoanh bừa những câu này, bởi vì nếu chúng ta sai thì chúng ta rất là đáng tiếc. Vừa dạy, thầy vừa giảng mà thầy vừa nhắc lại cái sai lầm để chúng ta không bị sai. Cái top sai lầm nhiều nhất của các bạn và các em khi mà làm về bọn alanin ấy là nhầm nó với anilin. Nên thầy phải nhắc lại, bởi vì cái vần âm của nó gọi tên nó hơi giống nhau. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ có này. Mình phải nhớ anilin là gì. Đấy, khi nhắc đến alanin phải ghi anilin ra. Anilin là C6H5NH2. Được chưa? Thế còn alanin là gì? Alanin là anh này. C COOH NH2. Ok chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thế vậy đây này, đây là anh này, anh alanin này. Alanin, anh alanin là nó khác anh anilin nhá các bạn nhá. Được chưa? Vậy mình đếm được số nguyên tử carbon bên trong phân tử alanin. Đấy, 1 2 3, chúng ta có 3 nguyên tử carbon trong alanin. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, ba cháu, các bạn nhớ chưa? Nhớ nhá, nhớ kỹ vào nhá. Ok ạ. Bởi vì đi thi thầy dạy nhiều lắm nên các bạn sai nhiều lắm nhá. Các bạn sai nhiều nên là khổ thân, nên là thầy phải nhắc nhở lại cho các bạn nhớ. Ok ạ. Ý này, cái nốt này, để mình làm được bọn polymer ấy, thì các bạn chú ý cho thầy là chỉ chú ý cho, nhớ cho thầy là polymer nhân tạo thôi. Được chưa? Thì polymer nhân tạo của chúng ta là gồm có hai anh thôi, là tơ visco và tơ acetat. Ok không ạ? Thì tơ visco và tơ acetat còn được gọi là polymer nhân tạo. Polymer nhân tạo hay còn được gọi dưới một cái tên khác, đó là bán tổng hợp. Bán tổng hợp. Ok chưa? Các bạn nắm được chưa? Các bạn nào mà nắm rồi mà chưa bao giờ biết cái này thì thả tim cho thầy nhá. Thả tim cho thầy nhá, bắn tim mạnh mẽ vào nhá. Ok, rất là cảm ơn các em. Câu 46, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Số polymer thuộc loại polymer nhân tạo là visco là 1 và acetat là 2. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là có 2. À, ở đây có bạn hỏi là nếu mà hỏi trùng hợp thì sao và trùng ngưng thì sao. Trùng hợp thầy mới nhắc ở bên trong nhóm lớp thầy xong. Nếu mà hỏi trùng hợp thì nó sẽ là hầu hết tất cả các anh chất dẻo nhá, và tất cả các anh cao su. Còn nếu mà trùng ngưng thì đa số là tơ trừ tơ olon. Ok chưa? Câu 47 ạ. Câu 47 thì lại dễ quá nhỉ. Câu 47 là sắt có số hóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây. Thì cái này dễ quá, sắt dương 3 trong anh này. Đáp án đúng đáp án A. Câu 48 ạ. Chrome 6 oxit thì có màu gì? Chrome 6 oxit thì có màu gì? Cái này nhiều bạn bảo là thầy ơi chrome cô giáo em bảo không học. Các em nhìn lại cái cấu trúc của đề thi minh họa nhá, của bộ nhá. Có hỏi về chrome và phần hỏi về chrome là một phần hỏi kiến thức dễ về mặt lý thuyết, hoặc có thể là màu của chrome. Mà thầy biết được rằng là đa số các bạn sợ màu chrome. Đúng không ạ? Màu của anh CrO3 thì nó sẽ có màu gì ạ? Nó sẽ có màu đỏ thẫm, hay còn được biết đến là màu nâu đỏ nhá. Các em chú ý nhá. Màu đỏ thẫm hay còn được biết đến là màu nâu đỏ. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ vào nhá. Nhớ kỹ vào nhá. Đi thi mà vào thì nhớ là thầy ơi đề của thầy trúng lắm, được không ạ? Câu 49 ạ. Canxi carbonat được sử dụng trong sản xuất vôi, thủy tinh và xi măng. Vậy công thức của canxi carbonat là gì? Ủa ôi. Bây giờ mà không trả lời được công thức của canxi carbonat thì thôi về nhà 2 năm 3 lứa, đúng không các em? Thầy đồng ý với cái việc là nếu mà bạn nào mà giờ phút này mà không trả lời được công thức của canxi carbonat thì thôi về nhà 2 năm 3 lứa, thầy đồng ý điều đó. Nào các bạn cùng xem nào. Công thức canxi carbonat là gì ạ? Anh này là canxi oxit này, anh này là canxi clorua này, anh này là canxi carbonat này, anh này là canxi hydroxit này. Vậy câu 49 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá, nó là canxi carbonat. Ok chưa ạ? Câu số 50 ạ. Dung dịch chất nào sau đây có cùng nồng độ mol mà dẫn điện tốt nhất? Đây là một câu về kiến thức lý thuyết lớp 11. Và với cái phần kiến thức lý thuyết lớp 11 này thì lúc đó là đang là dịch, nên đa số các bạn là bỏ qua hoặc là học lớp chớt nên quên. Nên thầy phải nhắc kỹ lại cho chúng ta chỗ phần này nhá. Các bạn cùng comment đáp án xuống xem câu 50 là đáp án gì ạ? Dẫn điện tốt nhất thì tương đương với việc nó là phải thỏa mãn. Thứ nhất, nó phải là chất điện ly mạnh nhá. Thứ nhất, nó bắt buộc phải là chất điện ly mạnh. Và thứ hai,
là nó phải điện ly cùng nồng độ mà, điện ly ra nhiều ion nhất. Điện ly ra nhiều ion nhất. Chất điện ly mạnh và phải điện ly ra nhiều ion nhất. Ok không? Thế thì vậy ở trong này thì anh nào là chất với sỏi ơi? Đề lần này mà trúng nhiều quá thầy có được thưởng còng số 8 không thầy? Yên tâm không sao em. Bởi vì thầy có đi hack đề đâu, nếu mà trúng thì chẳng may, nó chẳng qua là trùng hợp thôi. Bởi vì thầy có đi ngó đề trước đâu, thầy trong sạch. Thầy toàn mấy hôm nay toàn ngồi ở quán cà phê và ngồi ở phòng để mà tự soạn đề cho các em chứ chẳng có liên lạc với bất kỳ ai, thầy cũng chẳng quen ai ra đề cả. Tất cả mọi cái đề này đều là do thầy sử dụng cái sự tư duy và kinh nghiệm luyện thi hơn 10 năm của thầy để thầy soạn ra cho các em chứ không phải là thầy đi bỏ tiền ra thầy mua của ai cả, hay là thầy làm quen làm thân với ai đó để mà mua. Thường là những bạn nào học thầy thì biết, thầy thường hay làm theo cái mức là tự lực mình làm. Thầy không thích là bị phụ thuộc vào người khác và cũng không thích là để người khác khổ vì mình. Thế thì mình quay trở lại cái bài này nhá. Thì ở đây dung dịch chất nào sau đây có nồng độ mol, có cùng nồng độ mol và dẫn điện tốt nhất? Thế thì ở đây mình sẽ có này là KNO3, NaCl, KOH và K2H4 thì nó đều là chất điện ly mạnh rồi. Tất cả bọn này nó đều là chất điện ly mạnh rồi. Thế thì chính vì vậy nên chắc chắn 100% là bọn này là đều là chất điện ly mạnh. Thì bây giờ xem thằng nào cho ra cái nhiều ion nhất thì thằng đấy là dẫn điện tốt nhất. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A đúng không? Bởi vì thằng này cho chúng ta ra 3 ion, 2 ion K cộng và 1 ion S42 trừ. Còn B, C và D đều chỉ cho mình 2 ion mà thôi nhá. Ok. Câu 51 ạ. Câu 51 ạ. Ô thầy thầy vẽ này để cho các bạn nhớ nhá. Acetylen này, CH nối 3 CH này. Ok chưa? Thì nó có liên kết 3 luôn rồi còn gì. Đúng ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Thế còn nếu mà chẳng may người ta hỏi những cái khác thì sao? Đúng không? Thì propen đây ạ. Propen là liên kết đôi. Metan là CH4. Được chưa? Bút 1N đây thì vẽ này cho các bạn nào không có học thì bạn ấy nhớ. Ok chưa? Thì không cần điền hydro vào. Nhá, thì các bạn sẽ nhớ được. Ok nhá, vậy thì đáp án đúng câu 51 là đáp án A. Mình sang câu 52 khó khó một tí xíu thôi. Các bạn cố gắng câu 52 khó khó một tí xíu thôi. Thực ra là thầy hơi tham một tí, thầy cho đáng nhẽ là toàn là những câu dễ từ câu số 41 cho đến câu số 64 cơ. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó hơi nhàm. Thế nên là thầy mới cho một vài cái câu này vào sau vào như này để cho các em luyện tập trước đi. Được không ạ? Các bạn thông cảm cho thầy nhé, thầy hơi tham. Các bạn xin phép cả lớp cho thầy uống miếng nước. 52. Khi thủy phân anh pentapeptide thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm chứa Gly? Yêu cầu đầu tiên nó phải là chứa Gly nhá. Được chưa? Mà dung dịch của nó có phản ứng màu biore. Đây là một trong số những câu mà top lừa đảo. Thế nên thầy mới đưa vào đây. Top lừa đảo. Tại vì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Là một là phải có Gly và hai phản ứng màu biore. Được chưa? Vậy thì các bạn chọn đáp án nào? Thế các bạn còn nhớ không ạ? Để mà làm được cái này thì mình phải nhớ rằng là biore thì điều kiện để thực hiện biore là những anh peptide như thế nào. Thì cái điều kiện để thực hiện phản ứng biore á, đó là những cái anh mà nó phải là từ tripeptide trở lên. Đúng không? Vậy thì đây ạ, Gly Alava là một cháu. Nó phải có Gly. Đúng chưa? Và Va Ala Gly là cháu thứ hai. Mình có hai cháu rồi. Đấy là tripeptide. Bây giờ đến tetra là 4. Gly Alava Ala là 3. Đúng chưa? Và Alava Alagli là 4. Vậy tổng cộng ở đây thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm nhá? Nếu anh pentapeptide này có dư thì nó không được tính là sản phẩm. Được không ạ? Thì ở đây suy ra đáp án đúng của chúng ta là có 4, các bạn nhớ chưa? Chỗ này là có 4, các bạn hãy nhớ nhé. Các bạn gặp một lần câu này rồi thì các bạn sẽ không bao giờ bị sai nữa. Chứ nếu các bạn chưa bao giờ gặp thì các bạn rất dễ bị sai, bởi vì rất dễ các bạn chỉ đi chọn là tripeptide. Được chưa? Đấy, hoặc là không nhìn là cái chứa Gly là toang hết hoàn toàn luôn. Ok chưa? Thế thì trong cái quá trình mình đi thi ấy, mình phải lấy cái bút chì, mình gạch chân và từ chốt giống như thầy làm này này. Thì như vậy nó mới tốt. Câu 53. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Các bạn lưu ý, đề bài hỏi chúng ta là phát biểu nào sau đây sai. Polyvinyl clorua có mạch không phân nhánh, sai ạ. À đâu đúng chứ. Polyvinyl clorua là mạch không phân nhánh là đúng. Cellulose triacetate là tơ nhân tạo. Nhân tạo là bán tổng hợp, nó có nguồn gốc từ cellulose, chính xác. Chính xác luôn.
tơ tằm kém bền trong cả môi trường kiềm và môi trường axit, chính xác luôn. Bởi vì tơ tằm là nó có liên kết NHCO, liên kết peptide thì nó kém bền. Ni lông 7 thuộc loại polypeptide. Đây này, cái này là top những sai lầm của các em này. Ni lông 7 phát biểu sai, ni lông 7 thuộc loại polypeptide, nó là sai. Tại sao nó sai? Thầy phân tích cho các em nghe. Bởi vì nhá, để được là liên kết peptide, nhiều bạn không chắc cái phần này. Để được là liên kết peptide thì khi và chỉ khi là nó là liên kết được tạo bởi từ nhóm NH và CO của hai gốc alpha amino acid. Còn anh ni lông 7 này không phải là gốc alpha amino acid nhá. Anh ni lông 7 này nó chỉ là gốc gì ạ? Omega amino acid thôi. Được chưa? Nên câu 53 sai là gì? Các bạn nhớ chưa? Ok. Ok nhá. Bạn nào mà bây giờ mới biết điều này thả tim cho thầy nhá, bắn tim cho thầy nhá. Ok không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này cũng như là comment đáp án cũng như là tag tất cả các bạn của em vào đây, đó là thay như một cái lần động lực để thầy có thể live stream được nhiều nhiều hơn cùng với các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Thì gợi ý cho các bạn nhé. Những cái bạn nào không biết thì thầy gợi ý là cái anh kim loại này nó cực kỳ độc và nó là anh kim loại tồn tại ở điều kiện thường là chất lỏng cực kỳ độc. Ngày xưa thì thường được hay được dùng là chu sa để dính vào trán. Và cái anh này được dự đoán là tồn tại rất là nhiều trong hầm mộ của Tần Thủy Hoàng. Ok ạ, và nó là kim loại nào? Nó là thủy ngân nhá. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 55 ạ. Câu 55. Để bảo vệ ống thép dẫn nước, thép là gì? Thép là nó bao gồm là sắt và bị lẫn carbon. Tại sao người ta không làm sắt nguyên chất mà người ta để sắt lẫn carbon? Tại vì là để nó tăng thêm cái độ đàn hồi cho cái thép. Dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt bằng phương pháp điện hóa thì người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những tấm kim loại nào? Vậy thì đây là phương pháp bảo vệ kim loại bằng ăn mòn điện hóa, hay nói cách khác đây là phương pháp anode hy sinh. Được chưa? Vậy nó phải sử dụng cái với phương pháp anode hy sinh này phải sử dụng một anh kim loại mà có giá rẻ hơn sắt nhá, và nó phải hoạt động mạnh hơn sắt để nó bị ăn mòn. Thế thì trong số những anh này, trong số bốn anh ở dưới này thì anh nào giá rẻ hơn sắt? Chắc chắn không thể bạc, chắc chắn không thể đồng. Đứa nào mà hay bán đồ đồng nát là biết ngay bạc với đồng luôn luôn mà giá đắt hơn sắt, đúng chưa? Thế thì vậy còn kẽm với chì, thế thì hai anh kẽm và chì thì anh nào là mạnh hơn sắt ạ? Trong này chỉ có anh nào thôi, kẽm thôi, kẽm là mạnh hơn sắt thôi. Ok chưa? Đấy, vì vậy nên câu 55 đáp án đúng là đáp án B. Câu 56, thực ra thì thầy lúc mà thầy soạn câu 56 này cũng phân vân lắm. Lúc thầy soạn câu 56 này thầy phân vân cực kỳ luôn. Tại vì thực ra về mặt bản chất thì câu 56 ở trong đề thi nó sẽ không nằm ở vị trí của câu 56 này. Đấy là về mặt bản chất nhé. Trong đề thi câu 56 nó sẽ không nằm ở cái vị trí của câu 56 này, mà nó sẽ nằm ở cái vị trí khác. Được chưa? Thế nhưng mà cá nhân thầy thì thầy vẫn thả câu 56 ở đây. Bởi vì là đây là một câu khá là hay. Các bạn cùng quan sát với câu 56 với thầy nhé. Hỗn hợp X gồm ethyl format HCOO C2H5, ethyl acetate CH3 COO C2H5, diethyl oxalate COO CH5 COO CH5, được không ạ? Đun nóng 23, đun nóng. Các anh trợ lý này hay thật, cái bài khó thì không cho nhiều chỗ để viết, đúng không? Bài khó thì không cho nhiều chỗ để viết mà bài dễ thì cho nhiều chỗ. Đun nóng 23,5 gam X với dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn, đề bài cho từ hoàn toàn nhá, các em lưu ý nhá, sau phản ứng hoàn toàn thì thu được muối. Các bạn lưu ý ạ, thu được muối và gì? Đây đuôi này, CA5, 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 CA5 và C2H5OH. Ok chưa? Phần trăm khối lượng, đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy ở trong X. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong X. Thế thì có phải là nếu mà thầy đặt số mol C5H là A mol thì số mol NaOH phản ứng cũng là A mol không? M muối biết rồi, 21,7 gam. Vậy ngay lập tức chúng ta có thể tư duy đến phương pháp giải, đó là phương pháp
bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có 23,5 gram cộng với khối lượng NaOH là 40A thì bằng khối lượng của C2H5OH là 46A cộng với khối lượng muối là 21,7 gram. Và tới đây mình tìm được A bằng, các bạn bấm máy tính giúp thầy với ạ. A bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu ạ? 23,5 trừ 21,7 bằng chia 6 bằng A bằng 0,3 mol. A bằng 0,3 mol. Và với A bằng 0,3 mol thì nó suy ra được là số mol Ca5COH cũng bằng là 0,3. A này bằng 0,3. Vậy mình có là số mol nhóm COO ở bên trong X chính bằng số mol của NaOH và bằng 0,3 mol. Đúng các bạn? Và do nó bằng 0,3 mol thì ngay lập tức mình sẽ tìm được suy ra là số mol oxy nằm ở trong X thì bằng 2 lần số mol của nhóm COO và bằng là 0,6. Vậy từ đó thì mình sẽ tìm được phần trăm. Ok không? Từ đó mình sẽ tìm được phần trăm. Suy ra phần trăm khối lượng của oxy ở trong X nó bằng 0,6 nhân với 16 chia cho khối lượng là 23,5 nhân 100% bằng ạ. 0,6 nhân 16 bằng chia 23,5 bằng nhân 100% 40,85%. 40,85% vậy đáp án đúng là đáp án B, bỏ các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Câu 57. Câu này rất dễ nhé. Nhưng mà nếu mà vào vị trí của nó sẽ là vào vị trí khoảng câu 65. Nhưng mà thầy lại cho vào đây để cho chúng ta có một vài cái đột biến. Câu 57 ạ. 57 này thì các bạn làm quá quen rồi. 57 này chúng ta có thể áp dụng công thức giải nhanh. Đúng không? 57 chúng ta cũng áp dụng công thức giải nhanh vào đây nhá. Ok ạ. Các bạn cùng áp dụng công thức nào? Các bạn có nhớ công thức nào không? Mình có ạ. M muối clorua. M muối clorua thì luôn bằng M kim loại cộng với 71 nhân NH2. Bạn nào mà không nhớ cái công thức này thì đóng khung lại cho thầy. Đây thầy đóng khung cho các bạn nhìn. Được chưa? Đấy, công thức này xứng đáng để đóng khung. Vậy suy ra mình sẽ có M muối là 59,8. 59,8. 59,8. Ôi, hết pin rồi. Ở đâu hết pin đâu? 59,8 ạ. Thì bằng M kim loại là 24,3 cộng với 71 nhân với NH2. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được số mol H2 sẽ bằng ạ 59,8 59,8 trừ đi 24,3 bằng chia 71 bằng 0,5 mol ạ. Số mol H2 và bằng 0,5 mol thì ngay lập tức mình sẽ tìm được V của H2 bằng bao nhiêu các bạn? V2 bằng bao nhiêu? 0,5 mà nhân với lại 2,4 thì bằng bao nhiêu? 0,5 nhân với lại 2,4 thì bằng 11,2 lít. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các bạn nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 58 á. Úi giời. Lại một câu đếm. Không biết các em thế nào chứ thầy khi mà giải những câu đếm thầy thấy phê lắm. Nhá. Không biết các bạn các em thế nào. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi thầy, cũng như là comment, cũng như là bình luận, cũng như là chia sẻ lại buổi học này lại về tường. Cái việc mà các em comment, bình luận, chia sẻ cũng như là tag tất cả các bạn của các em đó là thay như là một cái nguồn động lực để thầy có thể liên tục sản xuất ra các cái nội dung và soạn bài cũng như là live stream liên tục cho các em trong những cái buổi học sắp tới. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 58 ạ. Câu 58 ạ. Cho dãy các chất, số chất trong dãy vừa phản ứng được với HCl và vừa phản ứng với NaOH. Lưu ý nhé, là nó phải phản ứng được với HCl và phản ứng với NaOH thì nó mới được chọn là bao nhiêu chất. Thứ nhất là nhôm, nó vừa tác dụng được với HCl và vừa tác dụng NaOH, một cháu. Thứ hai là AlOH 3 lần, nó là hydroxit lưỡng tính. Hydroxit lưỡng tính thì tác dụng được với cả HCl và tác dụng được với cả NaOH. NH4 2 lần CO3 thì anh này có tính axit thì tác dụng với NaOH. Anh này có tính bazơ thì tác dụng với HCl. NaHCO3 cũng có, bởi vì anh này là có ion HCO3 trừ, có tính lưỡng tính. Được chưa? Thế còn tiếp tục là anh gì? Anh N2N4 là không. Ok chưa? Vậy thì ở đây chúng ta là số chất trong dãy vừa phản ứng được với HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là mình có bao nhiêu chất?
1, 2, 3, 4. 4 chất và đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok chưa? 4 chất và đáp án đúng chúng ta là đáp án D các bạn nhá. Câu 59 ạ. Câu 59. Ok, cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu 59. Muối nguyên chất X màu trắng tan trong nước. Yêu cầu đây nó phải tan trong nước nhé. Bạn phải nhớ nhé. Yêu cầu ở đây nó phải tan trong nước. Vậy AgBr không tan trong nước, bỏ. Ag2SO4 là chất ít tan trong nước, bỏ. Dung dịch X không phản ứng với H2SO4, phản ứng với HCl cho kết tủa trắng tan trong NH3. Khi axit hóa dung dịch thì tạo thành bằng HNO3 lại có kết tủa trắng xuất hiện trở lại. Cho đồng vào dung dịch X, thêm vào bốn loãng đun nóng thì có khí màu nâu bắt ra, kết tủa đen xuất hiện, công thức của X là. Thế thì trong tất cả những cái này thì câu 59 chỉ có thể là C mà thôi. Bởi vì thằng này không phản ứng H4 nhưng mà tác dụng với HCl thì tạo thành kết tủa AgCl, nhưng kết tủa này nó lại tan trong NH3. Được chưa? Đây là một trong số những câu rất hay. Thế thầy mới cho ở đây, thế mới gọi là đề chuẩn trúng. Câu 60 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Nhiều bạn bảo không thi nhôm, nhưng thầy vẫn bảo là có. Không tin mấy hôm nữa vào phòng thi biết liền. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Chất nào có tính lưỡng tính em? Thì mình yêu cầu ở đây đề bài nó yêu cầu chúng ta là chọn ra những thằng nào có tính lưỡng tính ạ. Ok, thầy nhìn thấy rất nhiều bạn comment đáp án C. Rất tốt. Chiến đấu vì màu cờ nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ lại buổi học này. Bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ lại buổi học này thì đây là một cái minh chứng để chứng minh rằng là thầy trò chúng ta đã có những cái ngày mà chiến đấu hết mình với nhau như thế này. Đúng không ạ? Để mà sau này 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm nhìn lại thì chúng ta biết rằng là Facebook đã ghi dấu lại những cái ngày này chúng ta đã sống cùng với nhau và chúng ta đã cùng chiến đấu hết mình cùng với nhau. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? À, lưỡng tính là gì? D. Nhôm hydroxit nhá. Ok ạ, câu 61. Để điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì người ta dùng phương pháp nào? Thì cái này dễ quá, đúng không? Để điều chế kiềm và kiềm thổ thì người ta chủ yếu chỉ dùng một phương pháp thôi. Đây là phương pháp điện phân nóng chảy các bạn nhá. Ok. Câu 62 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 62 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào đúng ạ? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng không ạ? Cellulose là không phân nhánh. Nhá. Sai. Saccharose thuộc loại monosaccharide. Sai tiếp. Saccharose là disaccharide. Monosaccharide mình chỉ có anh glu và anh fructose thôi. Glucose bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. Sai, nó là bị oxy hóa chứ không phải là bị khử. Vậy đúng là ok nhá các bạn nhá. Câu 63 một câu tính toán. Cái hình như thầy có cảm giác các bạn sợ tính toán. Không biết có phải không? Thế thì nếu các bạn mà sợ tính toán ấy thì cùng theo dõi thầy nhá. Đinh sắt này. Vào này, đồng 2 cộng này. Số mol đồng 2 cộng bằng 0,45 nhân 0,2 này. 0,09. Thì sắt cộng với đồng 2 cộng thì nó sẽ tạo thành là sắt 2 cộng cộng với đồng. Đề bài nói chúng ta là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch sấy nhẹ, đem cân thì khối lượng đinh sắt tăng thêm 8 gram. Ở đây mình có một cái công thức giải nhanh. Delta M bằng 8 nhân với số mol của đồng 2 cộng phản ứng. Vậy đây nó sẽ bằng là 8 nhân với 0,09 bằng 0,72. Và các bạn lưu giữ cái công thức này lại cho thầy. Các bạn lưu giữ cái công thức này lại cho thầy. Nha, đi thi rất hay sử dụng. Được chưa? Thì đóng khung lại. Ok. Cho mạnh nhất. Cái câu này làm giải trí thôi. Đúng không ạ? Cái câu này làm giải trí thôi ạ. Ion nào sau đây tính có cho mạnh nhất thằng nào? Thằng nào các em nhỉ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. Vậy nó là gì? Đồng hay cộng? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. Úi giời. Thầy biết các em đừng mắng thầy. Thầy biết là câu 65 này các bạn sợ. Thầy biết điều đấy. Thế nhưng mà các em ơi, đây là một câu dạng lạ về cái phần chuỗi. Các bạn cần phải nắm được câu này để chẳng may mà đi thi nó có vào thì các bạn còn làm được nhá. Được không ạ?
Thế bây giờ đề bài hỏi là chất Z và chất T. Thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là. Đây là Z đây, Z ở đây, T ở đây. E, Z là hợp chất khác nhau đều chứa nguyên tố carbon. E và Z là hợp chất khác nhau đều chứa nguyên tố carbon. K2CO3 mà cộng với chất X ra được chất E. Thế thì vậy là mình phải nghĩ ngay đến thằng E là thằng nào. E và Z khác nhau. Đúng không ạ? Mỗi mũi tên đứng với một lượng vương trình hóa học phản ứng chất Z và T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là. Thế thì các em lưu ý cho thầy nhé. Với câu 65 này này. Với câu 65 này chúng ta cần phải lưu ý. Mình phải xem từng chất một. Đầu tiên là K2CO3 cộng với Y tạo thành Z. Xong lại Z lại cộng với X thì tạo thành E. Thế bây giờ mình phải thử thôi. Bây giờ đề bài bảo chất Z và chất T. Thế chất Z đây, giả sử chất Z là CaOH 2 lần. Thì K2CO3 có cộng với thằng nào tạo thành CaOH 2 lần đó? Chẳng có cộng với thằng nào. Đúng không? K2CO3 cộng thằng nào được CO2? Được. Cộng thằng nào là KHCO3? Được. Nhưng mà K2CO3 chẳng có cộng thằng nào để tạo thành K2CO3 được, phải loại tiếp. Đấy chưa? Vậy là mình loại được hai thằng rồi. Vậy mình còn B và C, vậy mình thử B đi. Được không ạ? Vậy thì K2CO3 mà cộng với thằng nào để mà tạo thành KHCO3? Thế chỉ có cộng với CO2 và nước. Thì anh này anh Y, anh này anh Z. Được chưa? Thế anh Z này lại cộng với anh X. Anh X chưa biết. Để quay ngược trở lại anh E. Anh Z này cộng với anh X để quay ngược trở lại anh E. Mình vẫn chưa biết anh E là anh nào. Nhưng anh E cộng với anh T là K2CO3 này. Cộng với anh X cũng tạo thành anh E. Đấy 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 đấy. KHCO3 cộng với X cũng tạo thành E, mà K2CO3 cộng X thì cũng tạo thành E. Vậy là mình nghĩ đến ngay là KHCO3 cộng với HCl thì tạo thành KCl. Đấy, K2CO3 cũng HCl thì cũng tạo thành KCl. Đúng không? E KCl. Thế thì KCl cộng với gì để tạo thành CaCO3? Đúng không ạ? KCl cộng với gì tạo thành CaCO3 nhỉ? Liệu E có phải KCl? Chưa chắc. Đây này. Chất này cộng với T để tạo thành CaCO3, thế thì không phải là cộng HCl đâu. KHCO3 cộng với X để tạo thành E. KHCO3 mà cộng với X để tạo thành E. Thì E của mình vừa mới xác định được. Đây, K2CO3 này cộng với CO2 cộng với nước để tạo thành Z. Z là KHCO3 nhá. Phải không? Không phải. Sai rồi. Sai ạ. Sai lè luôn. Đấy, những cái câu này rất là nguy hiểm các em ạ. Những câu này độ sai rất là cao. Đúng không? Bây giờ mình đi thử lại. Đấy, câu này rất là kinh. Câu này rất là kinh mà. Thế là bỏ thằng B nhá, bỏ thằng B nhá. Bây giờ mình sang thử thằng C này. Z là CO2. Z là CO2. T là CaOH 2 lần. Xem đúng không? Thì K2CO3 cộng với HCl là Y thì tạo thành CO2. Đúng chưa? CO2 là Z. Thế bây giờ Z cộng với X thì X là gì? Z cộng với X thì X là gì? Đây đề bài cho Z cộng X. Đúng không? E là... À đâu, E cộng với X chứ. E cộng X tạo thành Z. E cộng với X để tạo thành Z. Vậy thì E của mình dự đoán nó là KHCO3 cộng với X để tạo thành Z để tạo thành CO2. Vậy nó cũng là cộng với lại E cộng với X. K2CO3 cộng với Y để tạo thành Y. Thế thì K2CO3 cộng với Y. À đâu, Z cộng Y. Thầy nhìn nhầm đấy. Ôi giời ơi, thằng nào. Z là CO2 là đúng rồi. T là CaOH 2 lần là đúng rồi. Đây 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 đây, mắt thầy lé. Từ nãy đến giờ thầy nhìn nhầm cái mũi tên ạ. Đây ạ. Z là CO2 cộng với Y để tạo thành K2CO3. Vậy suy ra Y của chúng ta, câu này rất hay nhé. Y của chúng ta, Z CO2 cộng với gì tạo thành Y là KOH. Chất E là KHCO3 cộng với X để tạo thành chất Z là CO2. Vậy chỉ có cộng HCl.
K2CO3 cộng với HCl thì tạo thành E là CO2, tạo thành KCl. E cộng HCl à, tạo thành KHCO3. KHCO3. KHCO3 cộng với lại CaOH 2 lần để tạo thành CaCO3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thấy không? Anh em nào lũi B là toang hết. Đây là một trong số những câu mà thầy dự đoán trong đề năm nay nhá. Rất dễ có. Bao nhiêu bạn chọn lụi đây? Câu 66. Câu 66 cho 7,7 gam hỗn hợp X gồm CH2 nhá các bạn nhá. C3H6 này. C4H10 này. Và H2 qua bình đựng dung dịch brom dư. Brom dư thì thấy có amon brom phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp. Có nghĩa là phần khác thì cần dùng oxy đốt 0,5 mol hỗn hợp thì có nghĩa là phần khác rồi. 0,5 mol hỗn hợp này CH2 C3H6 C4H10 và H2 đốt cháy thì số mol oxy là 1,65, thu được CO2 H2O, CO2 là 1,1. Vậy thì ở đây bây giờ mình làm nào? Thì với câu 66 này thì chúng ta thấy một điều thế này, anh C3H6 thì phải chính bằng là anh CH2 cộng với anh C3H6 bằng CH2 cộng với lại CH4. Đúng không? Thế nếu mà là hai thằng C3H6 thì bằng một thằng CH2. 2 nhân 3 là 6, 6 trừ 2 là C4 H10. Đấy, thế vậy thì như vậy thì thầy có thể phân tích cái hỗn hợp X này. Nó về gồm hỗn hợp gồm CH2 này, C4H10 này và H2. Là nhẹ gánh đi bao nhiêu? Đúng chưa? Nhẹ gánh rất nhiều. Mình đặt số mol CH2 là X, C4H10 là Y và H2 là Z. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có mối quan hệ đầu tiên là số mol X. Đây, số mol X này. X cộng Y cộng Z bằng 0,5. Đây là mối quan hệ đầu tiên. Ok cho các em. Mối quan hệ thứ hai là bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Thì đây là 2X cộng với lại 4Y thì bằng 1,1. Cái mối quan hệ thứ ba đó là về đốt cháy với oxy. Thì CH2 này đốt cháy với oxy thì nó cần là 2 cộng với lại 0,5 x là oxy, đúng không ạ? Một thằng carbon thì đi 2 oxy. Đây là 2 carbon thì là 2 oxy này. 2 này chia cho 2 thì đúng là 0,5x cộng với anh này sẽ là 4 cộng với 10 chia 2 là 10 chia cho 4 cơ. 10 phần 4 y cộng với lại z là H2 này chia cho 4 thì là bằng 0,5z. Thì chính bằng số mol oxy là 1,65. Đây là thầy vừa nhẩm hệ số của phản ứng cháy oxy. Bạn nào không nắm được thì bạn ấy viết phương trình cháy CH2, C4H10 và CH2 với oxy là xong. Các bạn bấm máy tính giúp thầy xem x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu và z bằng bao nhiêu. 912 1 bằng 1 à. 913 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng 2 bằng 4 bằng 0 bằng 1,1 bằng. Các bạn bấm máy tính giúp thầy nhé. 2,5 bằng 4 cộng 10 chia 4 bằng 0,5 bằng 1,65 bằng. Đây ạ, x bằng 0,25. Y bằng 0,15. Z bằng 0,1. Z bằng 0,1. Ngon chưa? Ngon lành cành đào chưa? Thế thì sau khi tìm được x, z nhá thì mình sẽ tìm được khối lượng của x. Khối lượng ở bên trong 0,5 mol này. Khối lượng nằm bên trong 0,5 mol này nó sẽ bằng là bao nhiêu? 0,25
nhân với lại 24 cộng 2 là 26, cộng với 0,15 nhân với 12 nhân 4 cộng 10 cộng 0,1 nhân 2 bằng 15,4 gram. 0,5 mol mà tương ứng với 15,4, vậy thì suy ra 7,7 thì tương ứng với là 15,4 chia 7,7 2, vậy là 0,25 mol. Ok chưa? Thế thì mình có này. Thế thì mình có này. Với mx bằng 0,4 này thì mình sẽ tìm được số mol của brom đấy ạ. Số mol của brom phản ứng với bọn này là đây. Cộng tương đây brom thì nó sẽ cộng là 0,25 nhân 2 bằng 0,5. Có nghĩa là 15,4 thì tương ứng với lại 0,5 mol brom phản ứng. Vậy bây giờ 0,25 thì tương ứng với lại 0,25 mol brom phản ứng. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Ok cũng được em ạ, không sao cả. Ok cũng được, tính toán kiểu gì cũng được. Đây là thầy giảng cách cho các bạn dễ hiểu nhất thôi nhá. Câu 67 ạ. Tiến hành thí nghiệm để điều chế xà phòng theo các bước dưới đây. Ở bước 1 có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật. Cái này đúng, bởi vì nó cùng là chất béo thì đều có thể thay thế được. Ở bước 2 nếu không liên tục khuấy đều, phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong dịch nào ăn. Đúng. Sau bước 3 khi để nguội thì thấy phần dung dịch bên trên có lớp chất lỏng màu trắng đục, sai. Lớp chất rắn chứ không phải lớp chất lỏng. Nó là xà phòng mà, nó là lớp chất rắn. Mục đích chính của việc thêm nước cất vào là tránh sản phẩm bị phân hủy. Chính xác. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có 3 nhận định đúng. A, B và D. Đúng không ạ? A, B, D. 3 nhận định đúng. Ok chưa? Anh em thấy hay không ạ? Anh em thấy hay thì thả tim cho thầy chứ. Câu 68 ạ. Câu 68. Bạn nào thấy hay thả tim thầy nhá. Cho m gam hỗn hợp gồm bari, natri tác dụng với oxy trong một thời gian. Thu được 18,63 gam hỗn hợp chất rắn X. Chất rắn X thầy quy đổi nó gồm bari, natri và oxy trong oxit. Hòa tan hoàn toàn thằng này vào nước thì thu được dung dịch Y và hiro. Số mol hiro là 3,584 chia 2,4 bằng 0,16 mol ạ. 0,16 mol. Để trung hòa Y thì cần dùng H cộng H24 đấy ạ. Số mol là 1 nhân với lại 0,31 thì bằng 0,31, nhưng đây H cộng thì 0,31 nhân 2 nó bằng là 0,62 mol. Đấy chưa? Thế vậy là có nghĩa là suy ra số mol OH trừ nằm trong Y cũng bằng 0,62 mol. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái công thức để giải bọn này. Đó là số mol anh OH trừ ấy thì luôn bằng 2 lần số mol oxy trong oxit cộng với lại 2 lần số mol H2, các bạn nhớ không? Nếu mà không nhớ thì lại đóng ô vuông lại cho thầy. Đây là công thức giải nhanh cho các bạn nhá, mà nắm được công thức bài giải bài này, công thức này thì giải bài này cực kỳ nhanh. Vậy thì mình sẽ suy ra, mình sẽ có là số mol oxy trong oxit nó sẽ bằng số mol OH trừ là 0,62 trừ đi 2 nhân 0,16 được bao nhiêu chia cho 2. 0,62 trừ đi 2 nhân 0,16 bằng chia 2 bằng 0,15. Số mol oxy trong oxit bằng 0,15. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của oxy trong oxit bằng 0,15 nhân 16 bằng 2,4. Và hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng. Đấy, mình lấy 18,63 trừ đi khối lượng. 18,63 trừ đi 2,4 thì bằng 18,63 trừ 2,4 bằng 18,63 đúng không? Trừ đi 2,4 bằng 16,23. 16,23 thì gần bằng bao nhiêu bạn? 16,23 thì gần bằng 16. Đúng không ạ? 16,23 gần bằng 16, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 68 đáp án C. Câu 69 ạ. Hòa tan hết m gam P2O5. Các bạn hiểu bài chưa? Anh em hiểu bài chưa? Các bạn hiểu bài thì thả chấm để thầy biết nhé, thả tim để thầy biết nhé. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Đây là một buổi học free nên rất là mong muốn tất cả các bạn các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn các em vào đây ạ. Thank you cả nhà rất rất nhiều. Bắn tim nhá.
Câu 69. P2O5 vào 850 ml dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 0,1 nhân 0,85 bằng 0,085. Thu được dung dịch Y. Thì trong Y này có chất tan là 6,28 và nước. Giá trị của M. Thế bây giờ mình đặt đi. Mình đặt số mol P2O5 là A. Thì thằng này nó tan vào trong nước thì nó là H3PO4. Thì bảo toàn anh này nó sẽ là 2A, bảo toàn phốt pho. Đấy chưa? Về mặt bản chất, giải bài này có kỹ năng nhá. Bản chất là H cộng cộng OH trừ để tạo thành nước. Và bản chất là như vậy. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ có số mol H cộng đây là 2A nhân 3 thì bằng 6A. Số mol OH trừ ở đây bằng 0,085. Vậy số mol nước sẽ có hai cách để tính. Hoặc là số mol nước nó bằng là 6A, hoặc nó bằng 0,085. Được chưa? Và câu chuyện bây giờ của chúng ta, đó là câu chuyện bây giờ mình chỉ cần đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ lấy khối lượng H3PO4 nhé. Bởi vì P2O5 vào tác dụng với nước để tạo thành H3PO4 mà. Nó sẽ có là khối lượng H3PO4 là 2A nhân với 98 thì bằng khối lượng NaOH là 0,085 cộng 0,085 nhân 40 bằng khối lượng chất tan là 6,28 cộng khối lượng nước. Khối lượng nước trường hợp số 1 là 6A, 18 nhân 6A. Đến đây mình tìm được A. Các bạn bấm máy tính giúp thầy xem A bằng bao nhiêu ạ? Các bạn bấm máy tính giúp thầy xem ạ. 2 nhân 98 cộng 0,085 nhân 40 bằng 6,28 cộng 18 nhân 6. A bằng 0,0327, hình như số mol hơi lẻ. A bằng 0,0327. 0,0327. 0,0327 mà nhân với 6 bằng 0,19. 6A bằng 0,19. Nó lớn hơn 0,085 nên loại. Vậy mình đến bảo toàn khối lượng theo trường hợp số 2. 2A nhân 98 cộng 0,085 nhân 40 bằng 6,28 cộng 0,085 nhân 18. Được chưa? Mình sang cái trường hợp số 2. 2 nhân 98 alpha A cộng 0,085 nhân 40 bằng 6,28 cộng 0,085 nhân 18. A bằng, đây chỗ này tròn này. A bằng 0,0225. 0,0225 mà nhân lên với 6. 0,0225 nhân 6 bằng 0,135. Vậy 6A lớn hơn 0,085. Vậy cái này đúng. A bằng 0,0225. Vậy mình tìm được giá trị của M. Mình lấy 0,0225 nhân với 142. 3,195. 3,195 vậy đáp án đúng là đáp án C. Đây là một trong số những câu mà dạng rất là thú vị. Nếu mà ra ở trong phần vô cơ thì nếu mà ra thì dự đoán, nếu mà ra này thì có sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai và rất rất nhiều bạn không làm được. Các bạn phải chú ý cái kỹ năng giải những cái câu này của thầy nhá. Ok chưa? Không có nhiều bạn biết được cái cách giải nhanh của câu này thôi đâu nhá. Nên rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại và tag tất cả các bạn vào đây. Câu 70 ạ. Câu 70 ạ. Ôi 70 một câu đếm sợ quá. Nhà, yeah, các bạn cho đáp án gì ạ? Các bạn cũng comment đáp án xem câu 70 đáp án gì nào. 70. Điện phân ạ. Câu điện phân dã man, con ngàn luôn. Câu điện phân ạ. Bao nhiêu bạn muốn giải câu điện phân này? Thực ra giải câu điện phân này cũng không khó đâu. Nhá.
Các bạn cùng quan sát điện phân dung dịch chứa mg gam hỗn hợp gồm CuSO4 này, NaCl này với điện cực trơ mà ngăn súp, cường độ dòng điện không đổi là Y bằng 2A. Khối lượng dịch giảm P gam theo thời gian điện phân TG được biểu diễn hình vẽ, hiệu suất là 100%. Các bạn nhìn này, cái đoạn 1 là cái đoạn đỡ cái dốc nhất. Đây là đoạn 1. Thì cái đoạn 1 này tương ứng với việc là thoát ra là đây, khối lượng dung dịch giảm. Đoạn 1 này là dốc nhất nên nó sẽ thoát ra là cả đồng và cả clo đều sinh ra. Đây là đoạn 1. Thế vậy mình sẽ xét ở đoạn 1. Thì lúc này cả đồng và cả clo sinh ra. Cathode, anode. Đồng dương 2 về đồng. Clo trừ 1 về clo 2. Vậy mình đặt số mol đồng thoát ra ở đoạn 1 này là x mol. Thì bảo toàn electron thì số mol clo cũng là x mol. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được rằng là ở đây đề bài đây, điểm mấu chốt đấy. Sau 1930 giây. Đúng không ạ? Sau 1930 giây thì khối lượng dung dịch giảm là 2,7 gam. Thì có phải mình sẽ có là P tại cái đoạn số 1 này, nó chính là bằng khối lượng của đồng cộng khối lượng của clo không? Khối lượng của đồng của chúng ta là bằng 64x cộng khối lượng clo là 71x, thì bằng khối lượng là 2,7 gam. Hoàn toàn tới đây mình tìm được x bằng. Hoàn toàn tới đây mình tìm được x bằng 2,7 chia cho bảng đơn 64 cộng 71 0,02 mol. Được chưa? X bằng 0,02 mol. Ok nhá. Ok nhá. Đoạn 2 diễn ra, chúng ta nhìn này. Cái khoảng thời gian của đoạn 2 với khoảng thời gian đoạn 1 bằng nhau. Được chưa? Nên số mol E trao đổi của đoạn 2 cũng sẽ bằng số mol E trao đổi đoạn 1. Thì ở đoạn 1 này mình sẽ suy ra số mol E trao đổi nó bằng là 0,02 nhân 2 bằng 0,04. Thì nó cũng chính bằng số mol E trao đổi của đoạn 2, bởi vì thời gian nó bằng nhau. Ok chưa? Thế thì đoạn 2 nó đỡ dốc hơn, nên ở đoạn 2 là chắc chắn là nó sẽ thoát ra là gì ạ? Là có cả khí hydro và cả khí clo. Được chưa? Thế thì mình sẽ có là cái đoạn 2 ấy, cái khối lượng giảm đi thì nó sẽ bao gồm có cả hydro cả clo thoát ra. Thì ở đoạn 2. Cathode, anode, đồng 2 cộng tạo thành đồng. H2O tạo thành H2. Cl2. Sorry, Cl tạo thành Cl2. Được chưa? Thế bởi vì số mol E trao đổi là clo nó vẫn giữ nguyên, thì số mol clo nó sinh ra ban đầu đây nó là 0,02 rồi, thì nó sẽ cộng thêm 0,02 nữa bằng 0,04. Được chưa? Cái lượng hydro thoát ra nó sẽ bằng lượng clo thoát ra là bằng 0,02. Vậy mình sẽ có là M giảm đoạn 2. M giảm đoạn 2, đồng ở đây nó vẫn là 0,02 đúng không? Vậy M giảm đoạn 2 nó sẽ bằng, nó sẽ bằng là 0,02 này nhân 2 cộng với lại 0,02 nhân 64 cộng với lại 0,04 nhân 71 bằng 4,16. Chúng ta nhìn này, 4,6 nhỏ hơn 4,3. Đúng không ạ? Vậy suy ra đoạn 2 phải thoát ra oxy. Được chưa? Đấy, đoạn 2 phải thoát ra oxy. Giờ mình vẽ lại đoạn 2.
Thầy giảng cái mức bản chất nhá các em nhá. Mình phải giảng cái kiểu hiểu này này thì mình mới làm ngon được ăn được. Đồng 2 cộng đồng H2O H2 Cl trừ Cl2 H2O Oxy. Đúng không ạ? Đồng vẫn giữ nguyên 0,02 mol. Hydro vẫn là 0,02. Clo vẫn là 0,02, còn oxy này là 0,01. Đúng không? Mình thử test nhé. Là 4,3 mà. Thế thì vậy thì mình sẽ suy ra được rằng là số mol của đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi giá trị của M là khối lượng hỗn hợp này. Yeah. Đấy thoát ra hydro mà. Liệu thoát ra hydro chưa? Nhỡ chưa thoát ra hydro sao? Căng phết nhỉ. Nó có khả năng nó tăng đều thế là chưa chắc đã thoát ra hydro. Mà đến độ khung kia nó mới thoát ra hydro. Thoát oxy. Thử thôi. M giảm 2. 0,02 nhân 64. 0,02 nhân 2. 0,01 nhân 32. 0,02 nhân 71 bằng 0,02 nhân 64 cộng 0,02 nhân 2 cộng 0,01 nhân 32 cộng 0,02 nhân 71 bằng. Ui, to thế. 0,02 nhân 64 này cộng 0,02 nhân 2 này cộng 0,01 nhân 32 này 0,02 nhân 71 ư. Tận 14,58 ạ. Mà đây cho là 4,3. 0,04 0,04 cộng 0,04. Ở chỗ này đang 0,08 rồi. Đây có 0,02. Lệch sai. Số con E thoát ra ở đây chỉ có là 0,04 thôi. Mà đây cho đến tận 0,08 là sai rồi. Giả sử không có hydro đi. Giả sử không có hydro đi ạ. Thì clo này chỗ này là 0,02, 0,04, 0,02. Thì clo chỗ này là 0,01 thôi. Tại vì số mol E thoát ra ở đây là số mol E đoạn 1 bằng số mol E đoạn 2 là bằng 0,02 mà. Đoạn 1 bằng đoạn 2 này, tổng bằng 0,04, vậy tổng số mol E thoát ra, tổng tất cả số mol E thoát ra ở đây là bằng 0,08. Thì 0,08 mà trừ đi 0,02 nhân 2 thì còn 0,04 thì H2 đây là 0,04 chia 2 bằng 0,02, đúng rồi. Oxy clo thoát ra. Clo thoát ra không thể 0,04 được. Clo thoát ra đây là 0,02 thôi. Thì oxy thoát ra là 0,01. 0,2 nhân 64, 0,02 nhân 2. 0,01 nhân 32, 0,02 nhân 71 vẫn đúng mà. Thế sai ở đâu nhỉ? M giảm đoạn 2 đúng rồi. 4,3 này thì nó lớn hơn thật. Chỗ kia là giảm 2,7 này. Chỗ này là trong mấy giây đầu tiên. Rồi mình đang tính chốt ở cái giây sau. Thì nó sinh ra được là đồng nước hydro này. Tổng số mol E là 0,04 rồi. Tổng số mol E mình tìm được là tổng số mol E bọn này thoát ra là 0,08. Lớn quá nhỉ. Quá lớn ý. 0,08 thì đây là 0,02 nhân 2 bằng 0,04. 0,02 nhân 2 bằng 0,04 là 0,08 rồi. Oxy là 0,01 nhân 4 là 0,04 cộng 0,02 0,08 đúng. Hai bên là 0,08. Mà ở đoạn này nó chỉ cho giảm là bao nhiêu gam thôi? 4,3 gam thôi.
mơ giảm đấy to quá, xem nào. Rồi cộng với 0,02 nhân 2 bằng 1,32, cộng 0,01 nhân 32 bằng 1,64, cộng 0,02 nhân 71 bằng vô lý nhỉ? 0,02 nhân 2 cộng 0,01 nhân 32 cộng 0,02 nhân 71 bằng. Đâu nhỏ mà. Vậy thì ở đây vẫn lỗi. Thằng này là mới có là 4,3. Vậy khả năng cao là chưa chắc đã sinh ra oxy, chưa chắc đã sinh ra hydro. Bởi vì cái đoạn này này, thầy vừa tính lại là nó mới chỉ bằng 3,06 thôi. Vẫn nhỏ hơn 4,3. Vậy điều này chứng tỏ rằng là chưa có hydro sinh ra. Đồng 2 cộng biến thành đồng 0,8 chia 2 0,4 Cl2 Cl trừ biến thành Cl2 và H2O biến thành O2. Đặt cháu này là A, cháu này là B. Mình có là 4A cộng 2B bằng 0,08 và 0,04 nhân 64 cộng 32A cộng 71B thì bằng 4,3 gam. Và ở đây mình tìm được AB. 4 bằng 2 bằng 0,08 bằng 32 bằng 71 bằng 4,3 trừ 0,04 nhân 64 bằng. Đây. A bằng 0,01. B bằng 0,02. Bây giờ mới đúng này. Thế vậy đến đây bây giờ mình bảo toàn thằng đồng thì anh này 0,04, vậy số mol Cu ở ban đầu này 0,04 này. Bảo toàn thằng Cl này là 0,02 nhân 2 thì bằng 0,04 này. Đấy, đến đây mình tìm được giá trị của M các bạn nhé. Câu này hay đấy. Quá hay. 0,04 nhân mở ngoặc đơn 64 cộng 96 cộng 0,04 nhân mở ngoặc đơn 23 cộng 35,5. 3,94. Không, à thì ấn nhầm. Nhân 64 kia là cũng là 0,4 bằng 8,74. B, thầy bấm nhầm ạ. Nhục thế. Phút cuối bấm nhầm. Cầu quay. 77 các em nhá. Thôi mình cứ lừ lừ mình tiến thôi. 77 nào. Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp. X gồm Fe này. Fe3O4 này. FeCO3 này. FeNO3 hai lần này. Trong dung dịch chứa này. NaHSO4 này. HNO3 này. 0,14 này. Thu được này. Hỗn hợp khí Z này gồm CO2 này NO này, tỷ lệ mol tương đương là 1 chia 3 AT3A, và dung dịch Y này hòa tan tối đa đồng này 6,08 chia 64 0,095 thì thấy thoát ra này NO này 0,04 này, nếu cho Ba mất hai lần dư B mà đúng không? Ừ B mà. BO hay lần dư vào Y thì thu được kết tủa này. 54,09 này. NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình, phần trăm khối lượng đơn chất E. Dung dịch Y này chúng ta kiểu gì cũng có sắt dương 3 và sắt dương 2. Có NO nên có cả NO3 trừ cả H cộng. Vậy ở đây
Từ từ. Liệu có sát thương hai không? Khả năng cao không có sát thương hai. Bởi vì có H cộng có nổ 3 trừ là sao có sát dương 2 nữa. Làm gì có sát dương 2 nữa. Vậy đoạn này mình đi bảo toàn E. Mình có này, sát dương 3 thì là nhận 1 E đúng không? Một lần số mol sát dương 3. Cộng với NO này thì là nhận 3 E. 3 lần số mol NO. Bằng 2 lần số mol đồng. Vậy mình tìm được số mol sát dương 3. 2 nhân với 0,095 trừ đi 3 nhân với 0,04 bằng 2 nhân 0,095 trừ 3 nhân 0,04 0,07. Anh này mà 0,07 số mol sắt dương 3 mà 0,07. Ok chưa? Cộng với NaOH thì trong cái kết tủa này chắc chắn có FeOH 3 lần. Số mol là 0,07. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ tìm được số mol BAS số 4. Đề bài cho là 54,09 trừ đi 0,07 nhân với 56 cộng 17 nhân 3 bằng chia cho 233. 0,2 mol BAS số 4. 0,2 mol BAS số 4 mình bảo toàn gốc S số 4 thì tìm được anh này bằng 0,2 mol. Ngon nhá. Số mol H cộng dư thì nó chính bằng 4 lần số mol NO. Vậy số mol H cộng đây bằng 0,16. Vậy thì từ đó thì mình sẽ tìm được số mol nước. Bảo toàn hydro mình tìm số mol nước. 0,2 nhân 1 cộng 0,14 trừ đi 0,16 bằng chia 2 bằng 0,09. Số mol nước của chúng ta bằng 0,09. Vậy tới đây mình đi bảo toàn khối lượng. A NO3 chưa biết rồi, 0,14 ở đây. A chưa biết. NO3 chưa biết. NO3 ở bên trong này thì còn là 0,16 chứ nhỉ. Bởi vì là NO3 hết mà. H cộng NO3 chưa chắc. Sao bằng 0,7 nhá. H cộng là 0,16 nhá. NA cộng là bằng 0,2. SO42 trừ cũng là 0,2. Đúng chưa? Thế bây giờ mình bảo toàn điện tích mình tìm NO3 trừ. Bảo toàn điện tích tìm NO3 trừ nó sẽ là số mol NO3 trừ bằng 0,2 này. Cộng với 0,07 nhân 3 này. Cộng với lại 0,16 này. Trừ đi này. SO42 trừ này. Là 0,2 nhân 2 này bằng 0,17. Ơ thế xong còn gì nữa? 0,17 bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng. Thực ra là bảo toàn nitơ cũng được nhỉ. Nitơ này là 0,14 nhá. À chưa được, bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình sẽ có là 8,56 cộng khối lượng của NaHS4 là bằng 0,2 nhân 23 cộng với lại 96 cộng 1 24 cộng với lại 0,14 nhân 63 8,82 bằng khối lượng của Z cộng khối lượng của Y. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của Z bằng 8,56 cộng 24 cộng 8,82 trừ đi khối lượng của Y này. 0,2 nhân 23 trừ đi 0,2 nhân 96 trừ đi 0,07 nhân 56 trừ đi 0,09 nhân 18 trừ đi 0,17 nhân 62 trừ đi 0,16 nhân 1 bằng 1,34 thì chính bằng 44A cộng với 30 nhân 3. Và tới đây mình tìm được A bằng 1,34 chia cho mỏng đơn 44 cộng 90 bằng 0,01.
Anh này 0.3. Bảo toàn carbon 0.1 thì anh này bằng 0.1. Bảo toàn nitơ 0.3 nhân 1 cộng 0.17 trừ 0.14 0.06 chia 2 bằng 0.03. Bây giờ mình còn sắt với lại E3O4 thôi. Hai thằng này nữa thôi. Thế bây giờ mình có là số mol H cộng thì nó bằng là 0.2 cộng 0.14. 0.2 cộng 0.14 nó bằng 4 lần số mol NO cộng với lại số mol H cộng dư cộng với lại số mol nước. Đúng không? 4 lần số mol NO. Đây đây à sorry, đây không phải đi bảo toàn, H cộng phản ứng thôi. Thì là bằng 4 lần số mol NO cộng với thằng CO2 thì ăn 2 đúng không ạ? Cộng với 2 lần. 2 lần số mol CO2 và cộng với lại 2 lần số mol oxy trong oxit. Vậy suy ra mình tìm được số mol oxy trong oxit. Nó bằng 0.2 cộng 0.14 trừ đi 4 nhân 0.03 trừ đi 2 nhân 0.01 bằng 0.2. 0, thầy có bị bấm nhầm không? Sợ bấm nhầm. 0.2 cộng 0.14 trừ đi 4 nhân 0.03 trừ đi 2 nhân 0.01 bằng chia 2 bằng 0.1. 0.1. Sao nhỏ nhỉ? Nhỏ đây này, đến tí phần trăm là rất là nhỏ. Bị sai đâu ấy. 0.2 cộng 0.14 là bằng 0.34 đúng không? 0.2 cộng 0.14 đúng rồi. 0.34 trừ đi này 4 lần số mol NO này. Số mol NO vừa nãy mình tìm được rồi. Số mol NO của mình là bằng 0.1. À đâu? Nhầm, 4 nhân 0.03 cộng 2 nhân 0.01 trừ 2 nhân 0.01 trừ đi. Đây vừa nãy toàn ấn cộng. 2 lần số mol oxy trong oxit. Đây bằng này. Chia 2 bằng. Ơ. Vô lý nhỉ? Thầy đang bị tính sai đấy, không thầy đang không biết thầy sai ở đâu ấy. 3 bằng 0.03 đúng rồi. Số mol FeCO3. Đúng mà 0.1 thật, 0.01 thật. Số mol FeNO3 hai lần đúng mà 0.03 thật. Số mol H cộng bằng 0.2 cộng 0.14 thì bằng 4 lần số mol NO. Cộng với lại đây là phản ứng thôi nhá, tính phản ứng thôi. Cộng với lại 2 lần số mol CO2 bởi vì là CO3 2 trừ thì ăn 2 H cộng. Cộng với lại 2 lần số mol oxy trong oxit. Cộng với lại 2 lần số mol oxy trong oxit là đúng rồi. 2 lần số mol oxy trong oxit đúng rồi. Chính xác không sai. À, đây là NO tổng á. Đây phải là 0.04 nhân 2. Chỗ này phải lấy NO 0.04 với lại 0.3 này cộng cộng với nhau cơ. 14 này. Trừ đi 4 nhân với 0.04 cộng 0.03 đóng ngoặc đơn. Cộng với 2 nhân với lại CO2 đây là 0.01. Trừ. Trừ đi 2 nhân 0.01. Bằng. Chia 2 bằng. Không ở ngoài đấy, tí chết. Kinh, bài này lừa dã man. Thế từ đó mình sẽ suy ra được số mol của F3O4 bằng này chia 4. May thì tỉnh. 5 nhân 10 trừ 3. Phần trăm của sắt trong hỗn hợp, anh này bằng 5 nhân 10 trừ 3 rồi. Vậy khối lượng nó sẽ bằng là sắt là bằng 8.56 trừ đi 5 nhân 10 trừ 3 nhân với 232 trừ đi 0.01 nhân 56 cộng 60 trừ đi 0.03 nhân 56 cộng 62 nhân 3. 62 nhân 2
bằng chia cho 8,56 bằng nhân 100%. 9,81. Đáp án là. Ui giời. Ngon lành kinh nào. 77 đáp án là 78 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau, lấy hai ống nghiệm khô sau đó cho khoảng. Đây cái câu này là cái câu thể dự đoán này, câu này câu phần vô cơ này. Rất hay. Nhá. Câu này câu phần vô cơ rất hay. Lấy hai ống nghiệm khô sau đó cho khoảng 50 lít vào ống nghiệm thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm một miếng nhôm nhỏ. Nhỏ tiếp vào ống dịch MgS4 vào ống nghiệm thứ nhất và giọt COS4 vào ống nghiệm thứ hai. Quan sát cho miếng nhôm tan hết. Sau bước 1 đều có bọt khí thoát ở cả hai ống nghiệm. Sau bước 1 đúng, cả hai ống nghiệm đều thoát ra khí. Sau bước 2 lượng muối thu được ở Al2O3 ở cả hai cái đều giống nhau, đúng, chính xác. Sau bước 2 lượng khí hydro thu được ở ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất, sai. Ống số 2 không thể nào mà thu được nhiều hơn ống thứ nhất bởi vì ống 2 nhôm khử cả đồng và H+. Ống số 1 là nhôm khử cả đồng. Đâu, ống số 2 là nhôm khử cả đồng và H+. Nên hydro thoát ra phải ít hơn ống 1. Sai C. Sai C. Khả năng cao chắc là thầy xin phép các em câu 79 và câu 80 chắc thầy sẽ gửi cho chúng ta cái đáp án giải chi tiết, bởi vì hiện tại bây giờ thầy đang khá là đau họng sau mấy ngày cháy hết mình của các em. Hiện tại giờ họng đang khá là rát. Thầy sẽ gửi lại câu đáp án câu 79 với câu 80 chúng ta vào sau nhá. Hai câu này cũng là hai câu rất là hay, nhưng mà 79 với 80 giờ không gồng được tim nữa rồi. Thì hẹn gặp lại các em vào buổi tối ngày mai với một cái đề nữa, và buổi trưa ngày mai vào lúc 11 giờ. Các bạn nhớ rằng là